tiếp nối viết tiếp lời tri ân tại tỉnh Bình Định. Cũng trong huyện Hoài Ân, chúng tôi đi hơn 1 giờ đồng hồ để đến thăm ông cựu chiến binh Nguyễn Hữu Vàng. Vì không tìm được nhà nên chúng tôi liên lạc nhờ ông ra đầu đường đón chúng tôi. Ông Vàng chạy xe máy dẫn chúng tôi vào nhà. Trông ông khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tháo vát. Nhà ông ở tận dưới chân núi. Quả thật, nếu ông không dẫn đường thì chúng tôi không thể tìm ra nhà. Nhớ lại thời chinh chiến, tham dự trận chiến Tam Quan vào năm 1973, ông bàng hoàng khi kể lại câu chuyện cũ. Tôi vẫn còn nhớ, khi chúng tôi đạp phải mìn thì tôi là người mạng lớn nhất. Một số đồng đội của tôi chết tại chỗ. Chứng kiến cảnh như vậy, tôi đau lòng lắm. Ông là người may mắn nhất trong các đồng đội được sống sót, nhưng chiến tranh đã lấy đi nửa bàn chân của ông và nhiều vết thương khác trên cơ thể. Bàn chân cụt của ông đi lại khó khăn. Chiếc xếp của ông lúc nào cũng phải cột chặt vào bàn chân. Vì không có các ngón chân thì làm sao bàn chân bám vào lòng chiếc xếp được. Sau năm 1975, nhà cầm quyền gây rất nhiều khó khăn cho gia đình ông. Vì gia đình ông là người Công giáo và cá nhân ông phục vụ cho giáo xứ. Ông kể, họ luôn gây khó khăn cho chúng tôi. Tôi nói thẳng, nếu các anh mà gây khó khăn cho việc hành đạo của chúng tôi thì chúng tôi sẽ liều mạng với các anh. Bởi vì đạo chúng tôi có từ cha ông chúng tôi để lại. Cho đến nay, nhà nước không có một hỗ trợ nào cho cá nhân ông, mặc dù ông lớn tuổi và khuyết tật. Sau buổi trò chuyện, quý cha biếu ông một phong bì và một phần quà. Ông chia sẻ niềm vui vì quý cha vất vả, đường xá xa xôi ghé thăm ông. Chúng tôi tiếp tục vượt qua hàng chục cây số để đến nhà ông thương phế binh Lê Bảy. Ông đón chúng tôi trước đầu ngõ. Năm nay, ông 76 tuổi. Tuy lớn tuổi, nhưng ông khá nhanh nhẹn. Ông dẫn chúng tôi vào một căn nhà tiểu tụy, hoang sơ, đã được xây cất từ năm 1975. Trong nhà không có vật dụng gì gọi là đáng giá, và tất cả đều bọc bởi một lớp bụi đã lâu ngày. Lớp vôi trên các vách tường đã ố màu, có nơi loang lổ. Một số nơi tường bị nứt, gỗ trần nhà dường như cũng mục nát. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, bà mất vào năm 2012. Ông có cả thảy 5 người con, nhưng tất cả đều chạy đi phương xa làm ăn. Một năm đến ngày giỗ của bà, các con mới đoàn tụ về nhà với ông. Còn không, ông cứ lặng lặng sống một mình cho qua ngày. Mỗi lần ốm đau, ông đều tự chăm sóc bản thân. Nếu ốm nặng quá, ông nhờ bà con lối xóm. Ông thương phế binh Lê Bảy ngậm ngùi nói: "Bị con mắt nè. Mắt bây giờ là coi như má bê hết con ngư mà. Không thấy nữa, không thấy nữa. Chứ cái lỗ tai, phía lỗ tai đây là cũng biết cùng mẹ nó còn nghe có một phía à. Thì không thôi cũng đeo nữa rồi mình cũng có hồi là đi được, có hồi đi không được. Có hồi nằm chỗ 90 ngày rồi nhờ trộm sống bà con nó tới nó cho chút cơm và ăn rồi nó đi không được mà lết không được." Mất vợ xa con là nỗi đau chung của phận người. Nhưng biết làm sao được, khi ở tại quê hương, nhà cầm quyền luôn gây khó khăn cho gia đình ông. Bởi vì ông có cái mác, ngụy quân, ngụy quyền, nên ông đành cho con cái đi làm ăn xa. Còn bản thân ông cố gắng tự lực sống. Tuy lớn tuổi, nghèo, cô đơn, nhưng ông Bảy cười nói liên tục trong suốt câu chuyện. Ông cho biết, ông đi lính pháo binh, bị thương vào năm 1969, hư một con mắt bên phải. Sau năm 1975, gia đình ông bán ruộng để sống. Ông cũng cho hay, từ trước đến nay, chưa có người nào hay tổ chức nào hoặc nhà nước trợ cấp cho gia đình ông. Ông biết đến chương trình Tri Ân Anh Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa là do cháu ông xem thấy chương trình ở trên mạng, nên gọi điện thoại về thông báo cho ông hay. Ông rất cảm kích khi được quý cha đến thăm và biếu quà. Chúng tôi kết thúc chuyến viếng thăm tỉnh Bình Định sau khi thăm người thương phế binh cuối cùng mà chúng tôi có danh sách ở tỉnh này là ông thương phế binh Nguyễn Học. Ngoài những gì mà chúng tôi chứng kiến nơi phản ứng của những người thương phế binh miền Trung khi bất ngờ chúng tôi đến thăm viếng, nét vui mừng, bối rối.
ngoài những gì mà chúng tôi thấy được nơi hoàn cảnh của các ông, nghèo, đơn sơ, hiếu khách. Nơi nhà ông Thư Phê Binh Nguyễn Ngọc để lại cho chúng tôi một ấn tượng bình an, vui mừng về hình ảnh của bà. Một người vợ hiền lành, nồng nàn, đơn sơ và đầy trìu mến. Ông cho biết, sau khi bị thương và cụt mất một chân vào năm 1972, giải ngũ trở về quê cũ, ông thành hôn với bà và sống hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Hoàn cảnh nghèo cộng thêm thương tật, không nghề nghiệp chuyên môn, hai ông bà đùm bọc nâng đỡ nhau trên thửa ruộng hẹp của bình nguyên nghèo nàn miền Trung. Ánh mắt bà long lanh những giọt lệ khi chúng tôi ngỏ lời biếu tặng ông một chiếc xe lắc để di chuyển đó đây, một phần quà gửi về từ chương trình Cà Phê Sáng và một phong bì hỗ trợ 6 triệu đồng. Có lẽ cả cuộc đời của bà sống chung với ông, chưa bao giờ bà nhận được tình cảm và một món quà đắt giá như vậy. Sự dịu dàng, hiền hòa, dễ mến của bà cùng với sự đơn sơ, hiếu khách của ông cứ theo chúng tôi trong một cảm xúc bình an khó tả. Cảm ơn ông bà, dù nghèo, dù thương tật, nhưng ông bà giàu có tình thương mà vô tình chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ tình thương ấy.